Đây là dân ông. Dân ông chúng tôi đang sống cánh màn trời chiếu đất ở Ngô Thị Nhậm. Dân ông coi như không có nhà là coi như đi ra. Bây giờ bà con mình ra hết đi. Không, bây giờ dân ông tôi giờ sao đây? Giờ dân chúng ta đây. Giờ dân chúng ta ra sao? Ông nhà Hồng Điệp đây. Để ông nhà Hồng Điệp đây. Nghe Hồng Điệp bao chi dân ông đây. Bao chi dân sống ở ba tỉnh thành này. Nghe Hồng Điệp bao chi dân ông sống ở ba tỉnh thành này. Sống với cảnh bàn trời chiếu đất đây. Giờ dân sống cảnh bàn trời chiếu đất không còn gì nữa hết. Thiếu điều dân chúng tôi là thuộc quần đây chứ không còn gì nữa hết. Dân chúng tôi là thuộc quần nên sao dân tôi phản động. Này kia. Đây. Bà con cứ thắp nhang lên hết rồi thắp nhang giá như Hồng Điệp đâu. Ba hồn của chúng giá thắp nhang là bà con cứ thắp nhang ba hồn chính giá nhà Hồng Điệp. Ba hồn bé giá nhà Hồng Điệp. Ra đây cho chúng giá nhân dân chúng tôi. Nghe Hồng Điệp ở đâu? Ban tiếp dân trung ương ở đâu? Tại sao để nhân dân chúng tôi vậy? Ba hồn bé giá nhà Hồng Điệp. Ba hồn bé giá tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ba hồn bé giá tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà Hồng Điệp ra chứng kiến nhân dân chúng tôi này. 189m mà được 3 nền quá trời. Tôi yêu cầu ông chỉ đạo cho cục hành tinh tiền giang để biết cho công bằng về nhân dân. Ông ơi đẹp ơi, gì đây ông chứng kiến để giải quyết cho dân quá nè, dân quá. Ông Điệp ơi. Lên vỉa hè làm gì đây? Lên vỉa hè làm gì? Lên vỉa hè coi như đang cướp đang giật hết này vỉa hè. Hả? Đang cướp đang giật hết thế này hết mà vỉa hè làm gì? Ba hồn bị viết như Hồng Điệp. Ba hồn bị viết Hồng Điệp. Để lại giải quyết cho dân quán nè. Dân quán khẩu hồi. Ông đừng xong thái cửa quyền. Mà hại dân. Ba hồn bị viết tổng bị thương như muốn trộm. Hãy subscribe cho
Điệp đưa vàng đất vương, đất vương dối nước lừa dân. Đã đâu? Đã đeo Nguyễn Hồng Điệp tham nhũng. Đã đâu? Đã đeo Nguyễn Hồng Điệp bao chia các tỉnh tham nhũng. Đã đâu? Chúng ta đứng đứng Việt Nam. Bà con anh nhang nó thấp nhang cho nhiều lên. Nhang nó thấp nhang cho nhiều lên, thật thấp nhiều lên. Giấy cô hồn các bác. Dẫn cô dẫn đầu nhưng cái tham nhũng đi. Ông Phúc ơi, bà Ngân ơi, trả tài sản cho chúng tôi. Ông Phúc ơi, bà Ngân ơi, ông Trạng ơi. Đập cửa rung rinh cửa đi vô, lại rung rinh cửa vô hết. Đây, anh chị em cộng đồng chia sẻ giùm nhiều, thật nhiều để dân ôn dựng chúng tôi lên. Và dân dân chúng tôi là quá khổ nhiều rồi. Đã khổ sở, đã cướp nhà dân chúng tôi, đã tá túc. Ngô Thị Nhậm này coi như dỡ trại, dỡ nhà, dỡ trời hết. Chạy ra đằng cá trên này, chạy ra đằng cá, 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 bây giờ bà con kêu cho nhà Nguyễn Hồng Điệp đây, chúng kêu cho nhà Nguyễn Hồng Điệp, xuống nhà Nguyễn Hồng Điệp, trả tài sản cho tôi luôn. Giờ bà con kéo xuống nhà Nguyễn Hồng Điệp. Bây giờ bà con cứ kêu nhà Hồng Điệp đi. Coi nhà ông quá nữa này. Các tăng tin tiêu trong đồng là quá bao chi tham nhũng tên Bình Định. Quá bao chi tên Bình Định ăn cướp của dân. Ông quá nó bao chi này, ông quá chết ông quá nó làm giải quyết cái tên Bình Định ở đâu. Hả? Ông quá nó bao chi cái tên Bình Định này. Ông quá nó bao chi cái tên Bình Định hồ bấm dọn ăn cướp của dân này giải quyết ở chỗ nào? Giải quyết ở đâu? Bà nói cho nó cẩn thận cho nó đúng nào. Tôi nói là cứ đập đống. Bao giờ trước thì ông nói là coi như giải quyết. Giải quyết là tỉnh Bình Định mà coi như chiếm cho một hướng dẫn. Không phải tham gia giải quyết. Tại vì bữa trước ông đang việc với tôi. Ông đến cái phần của tôi là trung ương. Thủ tướng giải quyết. Bác kêu thủ tướng giải quyết hồi nào. Ông đừng có lao thiết. Ông lừa dối chúng tôi rồi. Đây là chân này, bà cái chân bình tĩnh trong điện thoại đàng hoàng đây. Giờ mà kêu người hái đồ xuống cả, kêu người hái đồ xuống. Thank you.
chứ. Bây giờ đây là cô thì nhậm là các tính nó quậy đây hết, có quá rồi mấy người không xuống quậy. Trời ơi, dân dân nó quậy, nó chặn xe đặng đồ quá trời là hết các tính đây mà không xuống mà ở đâu hết đi. Bà hai ở đâu, bà hai mà điện bà hai đồ xuống ấy. Cái mình cứ tính mình cứ chung trốn ở trong phòng mà. Kêu bà hai đồ xuống hết đi. Không giải tán nha, cứ ở giờ đại là có không giải tán. Con nhà quá đấy. Ông quá là hồi trước kia là ở trong ban cái chân trong ương là lừa đảo ấy. Thành là thành lừa đảo ấy. Thành là thành lừa đảo. Thành quá là thành lừa đảo, nãy giờ có dân mình định nó níu rồi. Nãy giờ có dân mình định nó níu rồi xây dây cái thành này là cái thành quá này. Cái thành đấy. Hồi trước kia là coi như có dân mình định ra là coi như là có dân mình định ra nó kêu đặt đấy. Đúng rồi, con trả tài sản tôi về ông Huế ơi. Đấy còn coi như là em nó không là giải quyết, nhưng mà ba người là nó đó là coi như mấy người đó là không thành quyết là không giải quyết. Bên trung ương đã giải quyết mà trung ương giải quyết ở đâu hay là lừa đảo, thành quyết là thành lừa đảo. Bà con nắm tay dừng tiến xuống, thành này là coi như thành lừa đảo, thành lừa đảo. Đấy, tao ra khỏi chỗ này đi. Coi như tao gì hết. Ở đây là con người tự dân đồng quân, đây là tao gì hết. Ở đây là ông quá. Đừng cho thằng vua sợ trong thờ xã hội đêm nha. Coi như tao gì, tự dân đồng quân là tao gì, anh có hết. Toàn bộ này. Không nhớ không, để mà cứ nhớ thằng quá, đang coi như tao gì. Để anh cho tao gì hết. Giải quyết cho bà con đi, giải quyết đây, đừng có để bà con như thế này. Bao nhiêu góp mình giật hết cho bà con hết. Con Điệp ơi, ông chống cái nỗi khổ của mọi người có chứa không? Gia đình bà Trương Thị Quý, bà Đội Trương Tư, dân qua tới Đồng Nai kể từ ngày hôm nay 16 tháng 6 năm 20, nếu chết ở chỗ trở là do tao mày không biết. Không có. Không có Đồng Nai, không có Đồng Nai. Mệt quá. Xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng nhân dân chúng tôi.